Chào các bạn, hôm nay mình có ít trái chuối hàng xóm họ cho đó. Thành ra mình làm ít chuối chiên ăn các bạn. Ở đây mình có một cốc bột gạo khoảng chừng 110 gram. Mình có nửa cốc bột mì khoảng 70 gram. Trong này mình có 2 muỗng cà phê bột bắp. Chắc cũng 50 gram thôi, nhưng mà đại khái là các bạn cho 2 muỗng cà phê bột bắp với cái số lượng như vậy nha. Mình sẽ pha bột trước để cho bột nghỉ một chút xíu, cho bột nó ngấm nước vô thôi. Với nhiêu đây đó, mình có là đây là 200 ml nước, khoảng 8 ounce, một cốc nước đó các bạn. Các bạn cho vô từ từ nha. Nếu mà các bạn cho nhiều nước một lúc á, nó sẽ bị nổi óc trâu đó. Bột gạo làm cho trái chuối mình nó cứng, nó giòn. Mình có cho thêm bột mì với bột bắp, chỉ làm cho nó mềm bớt lại thôi. Nếu bạn có khách muốn làm ăn liền đó, bạn cho một chút xíu bột nổi vô nha. Lượng nước nó không có quan trọng. Các bạn muốn chiên hai lần đó, thì các bạn làm cho nó hơi lỏng một chút. Mà nếu bạn muốn chiên một lần đó, thì mình cho nó hơi đặc một chút. Nãy giờ mình cho 200 ml nước rồi, nhưng mà các bạn thấy nó hơi đặc nè. Đặc như vậy đó thì các bạn chỉ chiên một lần thôi, thì các bạn pha bột đặc như vậy. Nếu các bạn muốn áo hai lần bột thì mình cho nó thêm một chút xíu nước nữa. Đây mình có là 100 ml nước, nhưng mình không có xài hết đâu. Mình nghĩ như vậy là mình đúng ý mình rồi đó. Các bạn thấy bột nè. Bột như vậy là vừa rồi các bạn. Nếu mà các bạn muốn nó lỏng hơn nữa thì cũng được, nhưng mà cái lớp bột nó sẽ mỏng lắm. Như vậy là nó vừa áo một lớp ở ngoài cho mình. Các bạn có thể cho đường lúc hồi nãy, nhưng mà bây giờ mình mới cho đường vô. Ngọt ít hay ngọt nhiều là tùy ở các bạn nha. Mình cho khoảng một muỗng canh đường vô thôi, tại vì trong chuối đã ngọt rồi đó. Nếu mà bạn muốn, bạn có thể cho thêm một muỗng canh mật ong vô. Mình thì như đây thôi. Ở ngoài tiệm họ muốn có màu vàng đó, họ cho bột nghệ vô. Nhưng mà mình thì lại không thích cái màu bột nghệ, nó không có vàng tự nhiên. Họ bán thì đồng ý, nhưng mà mình ăn ở nhà đó, các bạn không khéo nó sẽ có mùi bột nghệ trong chuối, không có ngon. Đúng ra khi mà làm chuối chiên đó, mình để chuối chín hơn nữa. Chuối chín kiểu này là mới 80-90% thôi, nó phải hơi đen ở ngoài đó. Ở cuối clip này đó các bạn, mình sẽ để cái clip mình làm theo cái kiểu mình thích. Nhìn thì nó không có đẹp, tại vì cái chuối khi nó chín quá các bạn ép ra nó sẽ dễ bị nát lắm. Cái miếng chuối sau khi mình làm xong nó không có đẹp, nhưng mà ăn lại rất là ngon. Tại vì mật của chuối ra đó, nó sẽ làm cho cái màu giống như là caramel vậy, đường á. Nếu mà các bạn muốn cho có màu đó, các bạn có thể cho nước màu vô, nước hàng đó, nước hàng mình thắng để làm cá đó. Lát nữa lúc mà sắp sửa chiên mình sẽ cho một ít mè vô. Bây giờ mình sẽ ép chuối các bạn. Các bạn lấy một miếng ni lông hơi cứng cứng một chút nha. Mình cho một chút xíu dầu vô, để lát nữa nó không có dính cái trái chuối đó. Các bạn chỉ quét một lớp mỏng vậy thôi. Và các bạn quét trên cái dĩa lát nữa, nếu mà mình lát nữa mình để chuối lên á. Ở đây mình có hai trái chuối nhỏ với hai trái chuối lớn.
Các bạn gói cho sát như vậy thì mình sẽ ép được đường dài. Các bạn để rộng ra một chút á, thì ép cái miếng chuối nó sẽ có bề ngang bự. Còn mình thích cái miếng chuối nó dài. Lúc ép đó các bạn muốn cho tất cả các miếng chuối của mình đều nhau hết. Thí dụ độ dày của các bạn muốn là như chiếc đũa này thì các bạn để chiếc đũa như vậy. Mình cứ ép thoải mái thôi. Nó cứ đụng chiếc đũa là đúng độ dày của mình, miếng nào cũng giống nhau hết. Các bạn thấy miếng chuối nó đều. Nhưng mà miếng chuối như vậy với mình là dày quá. Cái miếng này nó có cái miếng nhựa nè, thành ra khi mình ép xuống nó vừa đụng, mình thích miếng chuối mỏng hơn. Cái miếng của mình nó có cái nhựa đây thì cái độ dày của nó sẽ đều nhau hết. Các bạn có thể kiếm cái miếng mỏng hơn nếu thớt của các bạn không có cái miếng nhựa. Mình dùng chiếc đũa để các bạn thấy thôi. Các bạn có lót có miếng có lớp dầu vô đó thì miếng chuối cũng sẽ không có bị dính vào cái miếng ni lông của mình. Món này nếu mà bạn muốn đó, mình lấy bắp đó, bào thiệt là mỏng ra. Bỏ vô đây luôn, các bạn lấy cái đầu bào đó bào cho thiệt mỏng. Lúc các bạn chiên lên nó ăn cũng ngon lắm. Hôm trước mình có bắp, mình có làm thử rồi. Các bạn để nguyên trái bắp đó, rồi các bạn cứ bào ra thôi. Bột mình vậy là được rồi đó các bạn ha. Chuối nó còn xanh lát nữa, nó sẽ không có màu thiệt là vàng đẹp đâu. Nhưng mà mình không thích cho thêm hoặc là nước màu hoặc là bột nghệ vô. Mình chỉ thích ăn có sao mình ăn vậy, mình ăn ở nhà đó. Nếu mà bạn muốn biết chuối thật chín là nó sẽ ra như thế nào đó, các bạn xem ở cuối video sẽ có cái phần mà ghi trước mình làm. Khi mà chuối thật chín đó, như vậy thì các bạn có thể dễ cho các bạn quyết định hơn muốn ăn kiểu nào. Rồi, bây giờ mình qua mình chiên nha các bạn. Mình cho dầu rồi đó các bạn ha. Bây giờ nó nóng, mình thử coi nó đủ độ nóng chưa. Các bạn nhỏ một giọt bột vô. Đó, nó bắt đầu nó sôi lên như vậy là dầu mình nóng đủ đấy. Nếu các bạn pha dư bột, đừng có lo. Các bạn chuẩn bị sẵn rồi mấy con tôm á, nhúng vào bột chiên lên ăn rất là ngon. Bột này làm ăn tôm được luôn. Các bạn nhớ là đừng có chiên nhiều có một lúc nha. Mình chiên chỉ 1-2 cái thôi. Chiên nhiều có mình kiểm soát không được. Khi bắt đầu nó vừa mới khô lại đó, mình cho một lớp cái nhì liền nha các bạn. Nếu mà bạn thích bạn có thể bào một ít bắp vào đây nha, bắp sống á. Các bạn lấy cái đầu bào của bạn bào mỏng nó bỏ vô. Chiên lên ăn cũng ngon lắm. Họ có bán sẵn bột chuối chiên á, các bạn có thể mua nha. Nhưng mà mình pha như vậy là để cho nhiều bạn không có mua được cái bột chuối chiên á. Có thể pha bột để làm luôn. Bột mì thì ở đâu cũng có bán hết, bột gạo ở đâu cũng có bán hết. Mấy cái bột này các bạn đừng có bỏ đi nha, bột này ngon lắm, nó giòn lắm. Các bạn thấy bắt đầu nó nở lên rồi nè. Thấy nó phồng lên. Lát mình lấy ra nó sẽ xẹp xuống nhưng mà nó sẽ phồng lên như vậy nè. Khi mình chiên lần đầu đó trong chuối có nước. Cái hơi nước trong chuối sẽ đẩy ra, thành ra mình thấy nó có bubble, có mấy cái bong bóng á. Khi mà mình lấy ra mình để ở ngoài cho nó nguội đó, nó hơi nước nó bay bớt đi. Thì lần thứ nhì mình chiên nó sẽ giòn. Người ta gọi là chiên hai lửa đó. Là mình lấy ra mình để vô đây thì nó nguội bớt rồi. Lát cái bột mình chiên là nó sẽ bớt cái hơi nước, bớt độ ẩm đi. Thì cái bột là nó sẽ giòn lên. Đó, các bạn nghe thấy nó xè xè không, là cái hơi nước ở trong nó ra đó. Khi mình thấy bọt như vậy đó là ở trong nó đẩy cái hơi ra. Thật sự ra dầu không có vô được trong miếng chuối, tại vì
các bạn thấy hơi nó đẩy ra nè. Nếu mà mình chiên mà không thấy bọt ở trong đẩy ra là lửa mình ít quá, mình không đủ độ nóng. Lúc các bạn gắp miếng chuối lên cẩn thận nha, rớt xuống là đầu văng vào người đó. Các bạn muốn thì có thể dùng thêm một cái muỗng để chịu phụ với mình á. Các bạn thấy mình không có cho màu dầu điều, mình cũng không có cho gì hết. Thứ nhất là cái mật ong hồi nãy mình cho một muỗng vô đó, cái mật ong làm cho nó màu vàng, nó vàng như vậy tự nhiên hơn. Nó giống như là đường caramel vậy đó. Hoặc nó giống y như là lúc mà mình làm chuối mà thiệt chín mùi. Chuối của mình làm ngày hôm nay đó là chỉ mới chín chừng 80%, 90% thôi. Các bạn nhớ nha, cẩn thận nha, gắp miếng này, miếng chuối ra coi chừng tuột tay một cái là phỏng đó. Các bạn coi sẽ nói là biết rồi, khổ lắm nói mãi đó. Không có dư đâu. Vậy là mình xong hết rồi đó các bạn. Rất là đẹp, giòn lắm. Vậy là mình xong đĩa chuối chiên rồi các bạn. Cái này hơi nhiều, không biết có ai muốn tới ké không. Nói vậy chứ không đến nỗi tệ các bạn biết không. Không có thua ngoài tiệm đâu, nó cũng vàng y như ngoài tiệm thôi. Bột mình pha như vậy đó, các bạn không có cần phải cho bột nghệ, không cần phải cho bột nổi vô. Nếu bạn thích video của mình, cho mình xin một cái like và share cho bạn bè cùng xem. Nếu bạn nào chưa subscribe thì subscribe. Khi bạn subscribe, YouTube sẽ email cho các bạn mỗi lần mình có video mới. Chúc các bạn thành công trong món chuối chiên nha. Cảm ơn các bạn và chào các bạn. Các bạn thấy không, mình không có cần bột nghệ, cũng không có cần gì hết mà nó cũng vàng rồi. Tại vì cái chuối nó ngọt đó, nó chín đó, cái đường nó ra. Lúc các bạn chiên mấy cái này cẩn thận nha. Có thể trong này có nước nó sẽ nổ vào mặt mình nha. Chuối chiên của mình trông không có đẹp mắt như ở ngoài tiệm. Tại vì chuối của mình nó chín quá. Thành ra cái mật ở trong nó đi ra đó các bạn, nó cháy giống như là mình làm caramel vậy đó. Nhưng mà chuối phải chiên chín như vậy ăn mới ngon. Nếu mà chuối mà chiên hơi sống sống, chiên lên nó không có cái độ ngọt, nó sẽ có cái độ chát. Còn cái này mình làm rất là ngon, ăn rất là giòn. Ở ngoài tiệm kia mà mình thấy họ bán đó, họ không có dùng chuối quá chín như vậy. Tại vì nếu mà chuối quá chín, cái đường ở trong nó ra nó sẽ thành cái màu như vậy. Màu này giống như màu nước caramel mình pho cá đó các bạn. Mình làm ở nhà mình làm như vậy thì mình ăn ngon nè. Ngoài tiệm ăn nó hơi sống sống, nếu mà chuối còn hơi sống một chút á thì mình ăn vô nó có cái độ chát của chuối. Còn cái này chuối nó chín nhũn luôn rồi, miếng chuối mềm luôn. Thành ra cái chuối giống như nó quyện chung với cái bột. Ăn rất là ngon. Ngọt tự nhiên của chuối. Mình có thể làm chuối sống hơn một chút thì trông nó đẹp mắt hơn. Nhưng mà mình lại không thích ăn như vậy. Như vậy nó lại hơi chát chát. Cảm ơn các bạn và chào các bạn. Xin các bạn giới thiệu với bạn bè và đăng ký để cùng xem chương trình của mình. Cảm ơn các bạn.